vì đâu 12 chòm sao sẵn sàng hy sinh vì tình yêu. Bạn đã yêu thật lòng một ai chưa? Nếu bạn trải qua các cung bậc cảm xúc của tình yêu rồi, thì chắc chắn bạn sẽ luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Thứ tình cảm đó được mang tên là sự hy sinh trong tình yêu. Đó không phải gọi là lụy tình, mà đơn giản là chúng ta muốn người mình yêu thương nhất có thể mỉm cười hạnh phúc. Hãy cùng Lịch Ngày Tốt lắng nghe các lý do chính đáng mà 12 cung hoàng đạo muốn hy sinh vì tình yêu của mình nhé. Đầu tiên là cung Bạch Dương, những người có ngày sinh từ 21 tháng 3 đến 19 tháng 4. Muốn để lại cho người yêu một hồi ức đẹp. Bạch Dương đối xử rất nhiệt tình với người khác, đặc biệt là người yêu của họ. Trong quá trình hẹn hò, Bạch Dương sẽ sẵn lòng hy sinh bởi vì họ muốn để lại trong tâm trí đối phương một hồi ức đẹp. Cho dù Bạch Dương biết rõ ràng chuyện tình yêu của họ có thể sẽ thất bại, nhưng họ vẫn cam tâm tình nguyện hy sinh, không chút tính toán. Thứ hai là Kim Ngưu, những người có ngày sinh từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 5, nhận được sự báo đáp thực tế. Kim Ngưu là cung hoàng đạo rất thực tế, vì vậy, việc họ ra sức hy sinh vì người yêu có thể là do họ muốn nhận được sự báo đáp thực tế từ người yêu. Cho dù là trong chuyện tình cảm, nếu như không có bất cứ sự báo đáp nào, Kim Ngưu sẽ không ra sức hy sinh như thế. Mặt khác, nếu Kim Ngưu coi đối phương là người bạn đời của mình, họ sẽ thấy rằng bản thân nên hy sinh, vì suy cho cùng, đối phương cũng là người nhà của họ. Thứ ba là Song Tử, những người có ngày sinh từ 21 tháng 5 đến 21 tháng 6, muốn có được toàn bộ tình cảm của đối phương. Song Tử thực chất rất lý trí khi yêu, khi phát hiện ra bản thân chưa hoàn toàn chiếm được hết tất cả không gian trong trái tim của đối phương, họ sẽ dùng cách hy sinh để đạt được mục đích của mình. Yêu điên cuồng là thế, nhưng nếu Song Tử quyết tâm rứt áo ra đi, thì cho dù đối phương có níu kéo thế nào, họ cũng sẽ không quay trở lại. Thứ tư là Cự Giải, những người có ngày sinh từ 22 tháng 6 đến 22 tháng 7, chỉ là một thói quen. Việc Cự Giải ra sức hy sinh trong tình yêu thực ra chỉ là một thói quen mà thôi. Khi mới bắt đầu yêu, họ rất khó để tin rằng một người có thể dễ dàng yêu một người khác. Nhưng một khi Cự Giải yêu sâu đậm đối phương, họ coi đối phương là người quan trọng nhất và sẽ hy sinh hết mình vì người đó, dù biết rằng đối phương chẳng bao giờ đáp lại. Thứ năm là Sư Tử, những người có ngày sinh từ 23 tháng 7 đến 22 tháng 8, muốn chiếm được toàn bộ nội tâm của đối phương. Sư Tử là cung hoàng đạo có tính chiếm hữu rất mạnh. Một khi Sư Tử phát hiện ra đối phương có khả năng phản bội mình, họ sẽ cảm thấy rất lo lắng, bất an. Nên để có thể chiếm hữu triệt để đối phương, cho dù phải trả giá đắt, Sư Tử cũng bằng lòng. Chính vì lý do này mà khi yêu, họ sẽ hy sinh hết mình để nhận được sự yêu thích và khẳng định của đối phương. Thứ sáu là Sử Nữ, những người có ngày sinh từ 23 tháng 8 đến 22 tháng 9, dệt nên giấc mộng tình yêu đẹp. Từ trước đến nay, Sử Nữ luôn mong muốn bản thân có được một tình yêu hết sức lãng mạn. Họ sẽ cố gắng hy sinh để theo đuổi tình yêu hoàn mỹ của mình. Cũng có thể Sử Nữ sẽ cảm thấy tất cả những gì họ làm đều không đáng, nhưng họ sẽ lừa người, lừa mình rằng nếu như bản thân ở trên phương diện này không cố gắng hết sức, thì đến cuối cùng hối hận chỉ có mình Sử Nữ mà thôi. Vì vậy, trong chuyện tình cảm, họ rất nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người ấy. Thứ bảy, đó là Thiên Bình, những người có ngày sinh từ 23 tháng 9 đến 22 tháng 10, muốn để đối phương hy sinh giống họ. Thiên Bình là cung hoàng đạo coi trọng sự cân bằng trong cuộc sống. Họ không nợ ai và cũng không để ai nợ họ cái gì. Trong chuyện tình cảm cũng như vậy, chỉ khi nào Thiên Bình cảm thấy đối phương hy sinh vì họ ở mức vừa đủ, họ mới ra sức hy sinh vì đối phương để đáp lại. Cho dù là người yêu đi chăng nữa, thì quan điểm của Thiên Bình vẫn là sự cho đi và nhận lại giữa hai người cũng phải cân bằng với nhau mới khiến họ cảm thấy hài lòng. Thứ 8 là cung Bọ Cạp, hay còn gọi là cung Thần Nông, những người có ngày sinh từ 23 tháng 10 đến 21 tháng 11, muốn kéo dài tình yêu càng lâu càng tốt. Sau khi Bọ Cạp phải lòng một ai đó, họ sẽ có những hành vi mang tính cực đoan. Có thể trong mắt người khác, những hành vi của Bọ Cạp hết sức ngu ngốc, nhưng bản thân họ không hề quan tâm đến điều đó, vì đây là yêu cầu cơ bản của họ. Tuy Bọ Cạp nhớ lâu thù dai, nhưng trong chuyện tình yêu, cho dù có bị tổn thương đi chăng nữa, họ cũng phải duy trì tình cảm mãnh liệt của cả hai. Khi Bọ Cạp cảm thấy đối phương có ý định từ bỏ tình yêu của hai người, họ sẽ ra sức hy sinh để níu kéo đối phương ở lại. Tiếp theo là Nhân Mã, những người có ngày sinh từ 22 tháng 11 đến 21 tháng 12, trải nghiệm những cảm giác chưa từng trải qua. Nhân Mã khi yêu, ra sức hy sinh vì đối phương là vì họ phát hiện ra những cảm xúc trước kia chưa từng có đã xuất hiện. Nhân Mã thường phải trải qua rất nhiều mối tình mới có thể tìm thấy sự ổn định trong tình cảm của bản thân. Vì vậy, người yêu sau cùng của Nhân Mã thường là đạt được tất cả những tiêu chuẩn họ đặt ra.
khi đối mặt với người này, nhân mã sẽ ra sức hy sinh vì tình yêu của mình. Họ lo sợ tình cảm của bản thân không đạt được kết quả viên mãn, cho nên nhân mã sẽ dùng cách hy sinh để giữ đối phương ở lại bên mình. Sau nhân mã, mời các bạn cùng đến với cùng ma kết, những người có ngày sinh từ 22 tháng 12 đến 19 tháng 1. Tinh thần trách nhiệm. Ma kết là cung hoàng đạo có tinh thần trách nhiệm rất cao. Khi yêu, họ sẽ coi đối phương là người thân của mình, cho dù hai người chưa xác định rõ quan hệ. Do ảnh hưởng của tinh thần trách nhiệm, ma kết cũng cảm thấy họ nên có trách nhiệm với tất cả mọi thứ của đối phương. Vì vậy, ma kết sẽ nỗ lực hy sinh trong tình yêu. Cũng có một khả năng khác là bởi vì bản thân ma kết đã phản bội đối phương. Khi đó, họ sẽ dùng cách hy sinh để bù đắp cho đối phương. Tiếp theo là bảo bình, những người có ngày sinh từ 20 tháng 1 đến 18 tháng 2. Tìm được người có cùng chí hướng. Bảo bình ra sức hy sinh trong tình yêu chẳng qua là bởi vì họ đã tìm được người yêu lý tưởng của mình. Người này không phải đối tượng mà những người khác khen ngợi, mà là người bảo bình cảm thấy giống là một mảnh hoàn chỉnh của mình. Bảo bình cho rằng trong suốt cuộc đời của con người, có thể gặp được người yêu lý tưởng như vậy là viên mãn nhất. Vì vậy, khi bảo bình gặp được người yêu có cùng chí hướng với mình, họ sẽ ra sức hy sinh cho đối phương, không để người ấy đi mất. Cuối cùng, đó chính là cung song ngư, những người có ngày sinh từ 19 tháng 2 đến 20 tháng 3, thể hiện sự si tình của bản thân. Song ngư thích nhất được người khác nói họ là người si tình. Tuy rằng không nhất định là lời khen ngợi, nhưng song ngư coi si tình là đức tính mà con người nhất định phải có. Vì vậy, sau khi họ ra sức hy sinh cho đối phương, họ muốn biến bản thân thành một nhân vật buồn bã để nhận được sự cảm thông của những người xung quanh. Hơn nữa, song ngư cũng muốn dùng bộ dạng đáng thương để níu kéo đối phương khi người đó có ý định từ bỏ tình yêu của hai người. Làm cho người mình yêu được hạnh phúc cũng chính là đem lại hạnh phúc cho bản thân, các bạn ạ. À. Thế nhưng các bạn cũng phải mạnh mẽ để suy xét hy sinh cho người thật xứng đáng nhé. Hãy luôn là người bạn đồng hành cùng các chương trình thú vị của Lịch Ngày Tốt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.